Ok, hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì nhân dịp Tết đến xuân về á, thì mình cũng muốn gửi lời chúc tới tất cả các anh em đang theo dõi kênh của mình ha. Một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ha, phát tài phát lộc ha. Thì hôm nay với một cái góc quay mới, tại một cái địa điểm nó hơi khác khác bọt một chút ha anh em. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video review về một cái microphone ha, không dây để anh em hát karaoke trong những cái ngày Tết sắp tới ha anh em. Thì cái microphone này mình mua trên mạng với giá rất là rẻ nha. Rồi ok, sau đây sẽ là intro. Rồi ok anh em, thì để nói về cái microphone, nói về âm thanh á, thì chúng ta cần phải có một cái gì đó liên quan tới âm thanh ha anh em. Thì nếu mà mình chỉ bóc cái hộp này ra nè, mình chỉ bóc cái hộp này ra để cho anh em xem á, thì anh em cũng chả biết được gì về cái chất lượng của cái microphone này ha. Nhưng mà mình vẫn muốn bóc ra thật là nhanh để cho anh em xem được bên trong coi nó có cái gì ha anh em. Thì bên trong nè, như anh em thấy nè, cái này là cái phần thu của nó nè, cái receiver của nó đó. Đó, đó, giang xong V12TU gì nè. Nó như cái USB đó anh em, nhưng mà thật ra là nó có cái cổng 3.5 để xuất ra âm thanh ha anh em. Nó xuất ra âm thanh ra cổng 3.5 này ha, còn cái này chỉ là để cấp nguồn cho nó thôi, chứ nó không có chức năng gì khác ngoài cấp nguồn hết nha anh em. Cấp nguồn, nó đơn giản vậy thôi. Đó. À, chúng ta có cái microphone này. Nhìn như nhôm không? Đẹp không? Khá là đẹp đó, nhìn như nhôm đó, nhưng mà thực chất nó bằng mủ, bằng nhựa anh em. Bằng nhựa nha. Đó, cái này thì cũng thấy cũng ok đó. Có cái màn hình này anh em, bật lên cho anh em xem nè. Đó, anh em thấy không, sáng rực luôn, thấy không, tắt đi nè cũng vẫn là cái màn hình, chẳng qua là có cái đèn nằm trong anh em. Nó như kiểu tờ giấy á, tờ giấy bật lên sáng đèn, tắt đi thì thôi. Này ở trong mình nó có để pin hay anh em nè, pin anh em đó, pin energizer đồ, energizer đó, hai pin tiểu ha. Pin này xài khá là tiện ha, tiện hơn cái loại pin vuông 9V hay anh em. Pin này dễ thay, dễ kiếm, dễ tìm ha. Đó, chạy tần số là 265,85 MHz nha anh em, bằng nhựa thôi nha. Rồi đây là toàn bộ những dây cáp kết nối gì của nó anh em, dắt chuyển 3.5L sang 6L ha, 3.5L sang 6L dành cho cái âm ly ha. Đây là dây 3.5L hai đầu, rồi tổng hợp hết rồi anh em. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình test thử cho anh em xem cái chất lượng của nó ha, và mình test bằng cái cách của mình ha anh em. Cách này theo mình là nó sẽ là hiệu quả nhất đối với những cái dạng microphone mà làm video review như mình nè ha. Rồi ok anh em, rồi ok anh em, để làm cái video test về cái microphone này thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái nhân vật mới chưa bao giờ xuất hiện trong video của mình, ngày hôm nay nó sẽ xuất hiện ha. Rồi ok anh em. Rồi anh em mới thấy gì không? Đó chính là cái máy ghi âm Sony ha. Một cái máy ghi âm Sony, máy ghi âm này có cái mã là UX560 ha. UX560F ha anh em, thì anh em có thể tra cứu Google để biết được về cái máy ghi âm UX560F này ha. Để so sánh cái chất lượng của âm thanh ghi trực tiếp từ cái máy ghi âm UX560 này với cái microphone này, mình sẽ lấy cái microphone này cắm vào trong cái cổng ghi âm của cái máy ghi âm và so sánh chất lượng của âm thanh. Ok anh em, vừa nghe cái âm thanh được ghi âm từ máy ghi âm UX560F không qua chỉnh sửa ha anh em. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cắm cái microphone này vào và thu bằng cái microphone ha anh em. Rồi ok anh em. We'll be right back.
Alo, 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 alo. Ok anh em, âm thanh đang được thu từ cái microphone của mình nhé anh em, chưa qua chỉnh sửa nha. Bây giờ âm thanh anh em đang nghe đó là âm thanh được thu từ cái micro ha. Bây giờ mình để cái micro ra xa anh em sẽ khó nghe nè. Alo, nghe anh em, âm thanh hiện tại anh em đang nghe được thu từ microphone Giang Song V12TU gì nè. Đó, chưa qua chỉnh sửa nha anh em. Đó, anh em thấy chất lượng âm thanh làm sao? Mình để cái micro rất là sát miệng ha. Để xa 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 gần 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 gần. Alo, 1, 2, 3, 4. Anh em thấy chất lượng âm thanh thế nào? Rồi, ok, cùng một file nha anh em. Rồi, ok anh em, mình sẽ thử sang một cái thiết bị khác nữa ha anh em. Hello. Ok anh em, thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình ghi âm bằng cái microphone nhưng mà ghi trên máy tính PC ha anh em. Mình sẽ không có sử dụng máy ghi âm nữa để cho nó ra được cái tập tin và chúng ta sẽ đem nó đi so sánh. Có nghĩa là khi chúng ta sẽ có nhiều cái thiết bị để chúng ta review nó thì chúng ta sẽ có được cái cảm nhận chân thực nhất về nó ha. Thì bây giờ mình đang tiến hành ghi âm trên máy tính ha anh em. Mình đang sử dụng chính cái microphone vừa nãy luôn nha anh em, chứ mình không có đổi cái microphone khác ha. Đây là file gốc chưa qua chỉnh sửa nha anh em. Mình có tăng gain lên để cho âm thanh nó to lên thôi, chứ mình không có chỉnh sửa về phát ha anh em. Để anh em thấy được cái chất âm của cái microphone này ha. Rồi ok anh em thấy chất âm của âm thanh, anh em thấy chất âm của cái microphone này như thế nào? Để lại ý kiến dưới bình phần bình luận cho mình ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau và chúc mừng năm mới. Đừng quên subscribe nhé. Và đây là âm thanh từ máy ghi âm Sony UX560.